Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay tụi mình sẽ làm món bánh xèo hình mặt cười cho bé Ray ăn. Các bạn, bây giờ tụi mình sẽ lấy giá ra để đi đổ bánh xèo nha các bạn. Giờ tụi mình sẽ coi coi. Đây. 4.000 các bạn. Đó, thì giá của mình. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa. Mình sẽ cắt bỏ cái rễ các bạn. Đây cái rễ của cái giá nè. Mình thích cái rễ này thì mình bỏ đi. Mình ăn cái cọng trên thôi. Mình bỏ rễ đi. Mình sẽ cho nước vô mình lắc để cho nó rớt cái vỏ đậu xanh ra các bạn. Còn dính một ít vỏ nè, bây giờ mình làm cho nó rớt mấy cái vỏ đậu xanh ra, thử cái giòn, quá giòn. Giá mình rửa xong các bạn, đó, giòn lắm các bạn, mà nó thơm mùi đậu xanh nữa. Bây giờ mình lấy giá đổ bánh xèo các bạn. Đây là bánh xèo mình vừa mới đổ các bạn. Bánh xèo hình mặt cười mà mình úp lại rồi. Oh my god. Này là bánh xèo thất bại. Cái bánh xèo này thất bại. Còn ba cái này là thành công. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Rồi, bây giờ bé Ray thưởng thức bánh xèo đi. Ăn từ từ thôi nha. Ngon không con? Ngon không? Trả lời ba. Bánh xèo hình mặt cười của con ngon không? Ngon, tự bóc ăn. Còn nhớ hôm bữa ăn cái trứng của mình nó lắc đầu không? Đây, ngon không con? Ngon không? Nope. Không thích hả? Hồi nãy con quay nha, con tự con quay con chọn món này con ăn nha. Con phải ăn nha. Ngon hơn cái trứng bữa của ba đúng không? Và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.